clip là cái mày múa theo thế nè, tao quay thì nó có cái bằng chân tao cho trên đó, để coi nó vô không, vô đầy đủ không cái này. Vậy cái bài này, bởi vì cái thì cái bài mày là chính cái bài này là tao múa, tao múa thành công rồi thì mày múa theo mày phải thành công giống như tao. Tại cái vết đó tao chỉ làm cái bản phân nhân bản ra cái chân của mày theo tỷ lệ của chân của tao theo chân của mày thôi. Mày đứng vô để tao coi nó có vô vô cái video đủ không, đủ thì tao mới quay nó mới đẹp. Không thì nếu nó giống thì, nhưng mà mày nó ngắn hơn chứ, cũng bằng nhau, gần gần bằng nhau vậy cũng được rồi nè. Coi nè, là tao múa nha, cái mày đứng sau mày múa theo cũng được nè. Thì đứng sau đi nè, thì đứng vô cái bài này, đứng nó có bài bài số 1 nó đứng vậy xuống nè, chân này sạc ra chứ không có bước ra nha, nó trượt ra vậy. Cái tay giơ lên cái này vũ khăn nè, giống giữ khăn nè, nè giơ lên vũ cái khăn cả giơ lên, lên rồi cái này bồng con nè, đó để cái chân như bồng con, giống đưa cái mông bồng con gái vậy nè. Đó xong bước cái chân này ra để gót vô đây nè, cái số 2 nè, quay mũi số 2 thấy không, xô cho banh, xô cho banh đó, rồi lật cho banh, kéo chân về số 2 để vào đây, bên kia lộn bên bên trái, trụm chân bước lên số 2, đánh lần nữa xoay rồi kéo chân số 2 trụm chân đánh lần nữa đó, dễ lắm. Rồi trong một lần nữa nha. Rồi có cái mẫu dễ lắm nè, đứng này, xuống nè, ta làm 3 lần cái lát mày cứ thích múa theo, lát mày tự múa được. Vũ khăn nè, giơ cái tay lên bắt xuống, cứ chậm chậm như dần dần nó quen là múa nhanh được. Ôm banh là bồng con, đưa cái mông là bồng, bước cái chân số 2, quay cái mũi này qua đây, xô cái, xoay banh, kéo đây, trụng chân, đánh số 2, xô, xoay, trụng, trụng chân, đánh số 2. À, cái chỗ banh nó xô là xô về, thấy không? Nó mà cầm giúp anh coi. Nè xô đó rồi xoay đó, kéo bên hông bên kia, kéo chân phải lùi chân lại đó, chụm đánh đó, giờ mình tự mình bước theo cái ô đi nè, đứng như đó, bỏ chạy lại này, rồi đứng sát hai chân sát vào đó trước, hai chân đầu tiên đứng ở đó rồi rung thấp xuống, bước ra vũ cái giơ cái tay lên rũ xuống, giơ cái tay lên rồi rút cái chân về ô như bạn, bước cái chân qua số 2 này nè, số 2 đây có rồi, xô cho bạn nè, xoay cho bạn lấy cái chân qua số 2 đây, phải đúng là ngày sai một cái là thí chạy bậy liền á, là in cho là để không có sai, bước qua số 2 kia đó, số 2 phải đúng đó, đánh ra rồi xoay kéo cái chân số 2, số 2 này chụm cái chân vô chân kia đây, cái này cái chỗ chống là cái chân kia, rồi chân kia bước lên bước cho số 2 này đánh ra, rồi làm lại đi, làm 2-3 lần nữa thuộc đó, hôm nay chỉ có vô đó rồi đó, múa có 3 lần coi nhớ không, múa hỏi nó ra mồ hôi à, chỉ làm nhẹ nhẹ rồi bước ra, vũ tay một cái xuống, giơ tay lên một cái rút vô vòng con, bước ra số 2 trạch xuống dưới, đừng ở dưới, xô xoay lùi cái chân kéo về số 2, đúng cái số, coi cái số có đúng không, rồi co cái chân dậm vô cái chấm chấm, có cái chấm chấm nó vẽ sẵn đó. Rồi bước qua số 2 trên này, xô cho banh trên số 2 trên, xô làm cho banh, xô cho banh bên trái thôi, rồi xoay xô dài tay luôn thẳng góc nhau nè, luôn 90 độ, xoay là 90 độ nữa nè, kéo cái chân về số 2 rồi kéo cái chân kia lên đúng cái chấm chấm nó vẽ sẵn cho mày múa, mày được rồi sai rồi cái chấm chấm đứng theo cái chuyện nó có cái bằng chấm chấm kìa đó, sai cái đó là khí bậy liền á, rồi bước vào số 2 xô đó, làm lại đi đó, mày làm phải làm lại đi, cái chân mày hơi hơi bằng tao đó,
chúng rồi xuống đó, nó vậy rồi vũ nhẹ cái nhẹ nhàng thu chân vô, cái này là khí nó chạy động ngầm ở trong người hội nóng bừng lên, bước số 2 này, số 2 trên rồi xô xoay cho banh cái đã, lật cho banh xuống nha. Lật kéo ở bên hông bên trái, kéo ở chân người số 2, kéo số 2 có cái chấm chấm nó vẽ chấm chấm một cái cam, kéo chân chân phải cho lên đây đó, rồi bước qua số 2 bên kia xô cho banh lần nữa trên xô cho banh, lúc này chỉ xô banh thôi, rồi lùi chân về số 2 chụm chân tính ra ở đó làm lại đi, khi nào mày thuộc thôi. Nay tao làm cho mày coi, ngó cho kỹ mắt bắt trước nè. Mày như con khỉ thôi, có gì đâu nè, xuống nè. Một nè. Bước ở số 2 này đánh xô nè, lật banh nè, lùi nè, chụm chân đánh nè, lùi, chụm chân đánh nè, nó rất là dễ. Làm lại lần nữa cái clip này về khi gửi cái clip cái bản này về trước mắt và tập ở nhà trước nữa các bạn thì không sai một cái vết này cho bằng chân nó được, không thôi khí nó chạy bậy á. Vũ lên thu chân kia vô ôm bước ra cái số 2 xô cho banh tay thẳng góc, lật cho banh cũng thẳng góc, kéo chân về mới kéo chân về đây, chụm chân bước cái số 2 trên xô cho banh xoay cho bạn kéo thì số 2 kéo cái chân kéo leo theo luôn chụm vô đánh số 2 đó là thái cực một đó, gồm 3 thức 3 động tác khác nhau. Rồi clip xong rồi đó, nó gửi về nhà.